Chào quý vị và các bạn, tên tôi là Nguyễn Mạnh Hưng, nhân viên công ty quản lý và khai thác tòa nhà PMC, hiện đang làm việc tại tòa nhà Havro, địa chỉ 10B Cát Linh. Thưa các bạn, chúng ta thường xuyên sử dụng thang cuốn trong các công việc và cuộc sống hàng ngày, hay khi chúng ta đi mua sắm và đến các khu vui chơi giải trí. Việc sử dụng thang cuốn tuy là có vẻ an toàn và tiện lợi, nhưng nếu chúng ta không cẩn trọng và tuân thủ những quy định an toàn trong khi sử dụng thì vẫn có khả năng xảy ra những tai nạn rất đáng tiếc. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn về cơ cấu và các thiết bị bảo vệ an toàn của hệ thống thang cuốn, qua đó để các bạn có thể hiểu rõ hơn và giảm thiểu những thiệt hại nếu có thể xảy ra khi có sự cố trong thang cuốn. Đầu tiên cần chú ý là nút ấn khẩn cấp. Trước khi tiến vào thang cuốn, bạn cần để ý và quan sát vị trí nút ấn khẩn cấp. Thông thường nút ấn này được bố trí phía bên dưới cả hai đầu, phía trên và phía dưới của thang cuốn. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn hãy nhấn nút ấn để dừng thang. Đây là nút ấn khẩn cấp. Khi có sự cố ta ấn nút này thì thang sẽ dừng. Tiếp theo là cơ cấu bảo vệ sự cố trên tay vịn. Khi có vật vướng vào tay vịn thì là sẽ va vào công tắc móng ngựa này và thang sẽ dừng lại. Giống như thang máy thì thang cuốn cũng có cơ cấu bảo vệ quá tải. Trong trường hợp trọng lượng đặt trên mặt các bậc của thang cuốn vượt quá giá trị cài đặt, cơ cấu này sẽ đưa ra cảnh báo và tác động để dừng thang cuốn. Khi có sự cố về nguồn điện như điện áp quá tải hoặc quá thấp, nguồn bị mất pha hoặc đảo pha đột ngột, bảo vệ nguồn điện sẽ tác động để dừng thang. Trong trường hợp chuỗi bậc thang chuyển động quá nhanh, vượt quá 120% tốc độ bình thường hoặc bị đứt, lập tức bộ phận cảm biến tốc độ sẽ tác động để dừng thang. Tương tự, nếu tay vịn bị đứt hoặc chuyển động với tốc độ quá thấp hoặc quá nhanh so với chuyển động của chuỗi bậc thang, bộ phận cảm biến tốc độ tay vịn cũng sẽ tác động để dừng thang. Khe hở giữa bậc thang và ốp viền bảo vệ dọc theo hai bên thang cuốn có cơ cấu cảm biến đường viền. Nó đảm bảo khi có vật lạ bị kẹt giữa bậc thang và đường viền, cảm biến này sẽ tác động để thang dừng lại. Với những sự cố phải dừng thang do tác động của cơ cấu bảo vệ an toàn, luôn có sự hỗ trợ của phanh điện từ có tác dụng làm cho chậm quá trình không quá đột ngột nhằm giữ an toàn cho người đang sử dụng thang. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi yêu cầu về dịch vụ hãy liên lạc với ban quản lý tòa nhà Havro, bộ phận kỹ thuật theo số điện thoại 043 732 7303, 043 826 7984, số máy lẻ 2002 để được phục vụ. Xin cảm ơn.